Sau sự việc một nam tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam vi phạm quy định về cách ly và làm lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng, ngày 2 tháng 12 năm 2020, Vietnam Airlines đã chính thức xin lỗi. Trong thông cáo báo chí ngày 2 tháng 12, Vietnam Airlines viết: "Chân thành xin lỗi vì sự việc không mong muốn khi có ca lây nhiễm SARS-CoV-2 từ tiếp viên của hãng do không tuân thủ quy định cách ly." Theo Vietnam Airlines, hãng hàng không này thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 3951 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc áp dụng các biện pháp cách ly đối với tổ bay của các hãng hàng không. Năm tiếp viên của hãng, tức bệnh nhân 1342, sau khi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, đã có kết quả xét nghiệm đủ 2 lần âm tính, được phép trở về nơi cư trú để tiếp tục cách ly theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian tự cách ly tại nhà, tiếp viên này đã vi phạm quy định, tiếp xúc với người khác và làm lây lan COVID-19 ra cộng đồng. Tính đến chiều 2 tháng 12, có ít nhất 3 trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh bắt nguồn từ năm tiếp viên này. Vietnam Airlines cho biết, hãng đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra xử lý tất cả các cá nhân, tổ chức căn cứ trên mức độ sai phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó vào ngày 1 tháng 12, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định đóng cửa khu cách ly đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines. Hơn 100 nhân viên Vietnam Airlines được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện Củ Chi.